Kính chào quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chuyên mục An toàn cháy nổ để phát triển. Thưa quý vị và các bạn, gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy tại nhà dân, diện tích cháy tuy không lớn nhưng gây thiệt hại không hề nhỏ, có vụ khiến nhiều người trong cùng một gia đình tử vong. Tình hình cháy nổ tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thực trạng này đòi hỏi người dân cần coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cảnh giác hơn nữa với hỏa hoạn. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong mục Góc nhìn 114. Tiểu mục Alo 114 sẽ hướng dẫn cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ tại hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 114. Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ vừa tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện năm 2023. Hội thao bao gồm các nội dung thi đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy, đội hình chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản. Hội thao năm nay thu hút được 36 đội tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, các cơ quan tổ chức đơn vị của các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục thành lập các tổ liên gia cũng như là đội phòng cháy chữa cháy ở các cơ quan doanh nghiệp. Đồng thời cái việc đó thì chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cơ quan công an huyện, đề nghị cấp trên hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn để giúp cho lực lượng này thành thục các cái kỹ năng trong quá trình phòng cháy chữa cháy. Hội thao cũng là dịp để các lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện Tiên Lữ biểu dương lực lượng thể hiện những kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, là dịp để các lực lượng phòng cháy chữa cháy tổng kết, đánh giá, kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các đội có thành tích xuất sắc và nhiều giải thưởng khác. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, phấn đấu đến hết năm 2023, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một bình chữa cháy và có một người được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, công an các đơn vị địa phương đã vận động được trên 100.000 hộ trang bị bình chữa cháy xách tay, đạt tỷ lệ 28,71%. Theo kế hoạch, đến 31 tháng 12 năm 2023, tỉnh Hưng Yên hoàn thành chỉ tiêu vận động gần 380.000 hộ trang bị bình chữa cháy xách tay. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mikasa Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thăng Long 2 đóng trên địa bàn huyện Yên Mỹ là doanh nghiệp chuyên sản xuất máy móc và thiết bị xây dựng hạng nhẹ với diện tích trên 11.000 m2, quy mô trên 60 công nhân. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, từ năm 2011, công ty đã lắp đặt hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy gồm nhiều hộp chữa cháy tại vách tường, chuông báo động, báo khói, bình chữa cháy, hệ thống cửa thoát hiểm, lắp đặt mạng lưới cấp nước và vòi phun nước. Từ tháng 10 năm 2022, công ty đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo cháy nhanh. Ước tính kinh phí đầu tư các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy của công ty là gần 5 tỷ đồng. Thật may mắn là đến bây giờ thì chúng tôi cũng chưa có đám cháy nào xảy ra, nhưng cảnh báo từ hệ thống báo cháy thì tôi đã nhận được khi chúng tôi thực hiện test kiểm tra đầu báo cháy. Hiệu quả của hệ thống này đã được phát huy và tôi cảm thấy rất an toàn khi mà lắp đặt cái hệ thống này. Chính phủ ban hành nghị định số 144 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Theo đó, nghị định quy định xử phạt vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ tại hộ gia đình như sau: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy để xảy ra cháy nổ mà gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy nổ mà gây thiệt hại về tài sản trên 100 triệu đồng. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%. Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện hành vi này còn bị buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này dưới 61%. Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện hành vi này còn bị buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thưa quý vị, thời gian qua, toàn quốc xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Để giảm số vụ cháy cũng như những thiệt hại về tài sản và tính mạng con người đối với dạng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, bản thân chủ hộ kinh doanh sản xuất và mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Ghi nhận ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nơi có mật độ dân số đông, có nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
Gia đình ông Phạm Hồng Sơn tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ mở cửa hàng bán tạp hóa đã gần 20 năm nay. Với ngôi nhà 5 tầng hiện đại, ông dành 3 tầng dưới làm nơi bán hàng và chứa hàng, còn 2 tầng trên để ở. Ý thức được mức độ nguy hiểm nếu để xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông có trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy. Ở gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Mỹ cũng đã thành lập tổ liên gia và lắp thêm hệ thống còi báo động cho 5 nhà liền kề, gọi là tổ liên gia phòng chống chữa cháy. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nơi có mật độ dân số đông với gần 4.600 hộ gia đình, trong đó đa phần là nhà ở hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, không ít nhà hàn khung sắt hay còn gọi là chuồng cọp tại ban công, nếu như có cháy xảy ra, sẽ khó thoát nạn. Nắm bắt thực tế đó, chính quyền và công an địa phương đã rà soát và vận động các gia đình ký cam kết mở lối thoát nạn thứ hai, không làm khung sắt bịt kín ban công. Đến nay đã có trên 1.000 hộ dân ký cam kết. Gia đình nhà tôi cam kết với công an thị trấn là mở lối thoát nạn tầng 2, bỏ chuồng cọp. Để nâng cao kiến thức và ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân, thị trấn Yên Mỹ đã thành lập 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy với gần 100 hộ gia đình. Mỗi gia đình được trang bị bình chữa cháy, còi báo động và dụng cụ tháo dỡ. Bên cạnh đó, với đặc thù, nhà ở san sát nhiều ngõ sâu, lối vào hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận, thị trấn Yên Mỹ đã thành lập 9 điểm chữa cháy công cộng để nếu có xảy ra cháy, người dân có thể dễ dàng lấy dụng cụ để chữa cháy tại chỗ. Những điểm chữa cháy công cộng vào các ngõ xóm mà xe to không vào được, xe cứu hỏa không vào được là rất thuận tiện cho nhân dân trong thôn chúng tôi, nhất là các cái ngõ xóm hẹp, và tạo thuận lợi cho nhân dân là sử dụng và phòng cháy chữa cháy. Thị trấn Yên Mỹ được biết đến với nghề sản xuất giò chả và xe sát lương thực. Để tạo điều kiện thuận lợi, các hộ sản xuất hoạt động cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, địa phương đã có quy hoạch các làng nghề ra khu vực riêng. Hiện nay thị trấn đã quy hoạch được cái khu làng nghề và đưa các hộ sang cái khu vực sản xuất riêng. Từng bước chúng tôi sẽ có cái hướng là trang bị cho người dân các cái kiến thức cơ bản nhất về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là công tác sử dụng cái điện trong sản xuất này là một việc làm hết sức cần thiết để người dân hiểu và xử lý kịp thời nếu có tình huống xảy ra. Thời gian tới, thị trấn Yên Mỹ sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và thành lập thêm nhiều điểm chữa cháy công cộng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, địa phương cũng sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Ngay sau đây là một số biện pháp, kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cung cấp. Giải pháp và kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ. Không để hàng hóa, chất dễ cháy trên cầu thang, lối ra hoặc liên kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính, cửa phụ hoặc ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản nề, mở theo chiều lối thoát. Hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để có thể mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì cần có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện, bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Bị cháy tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, cửa sổ hoặc sang nhà kế bên. Nếu lối ra ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công. Lối ra đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa ở một nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, tầng liền kề ở tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống. Đồng thời, không ra được ban công, lối ra thì cần chạy lên tầng mái. Tầng mái phải có cửa ra, trường hợp cửa ra có khóa thì cần để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó, từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường và thoát qua cửa nóc. Trên đường di chuyển phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết, dùng khăn ướt hoặc mặt lạ phòng độc che kín miệng, mũi để tránh ngạt khí khói độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, cần hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người.
ghi nhớ và hướng dẫn những kỹ năng thoát nạn khi có đám cháy xảy ra cho những người xung quanh là góp phần giảm thiểu những thiệt hại từ hỏa hoạn. Chương trình An toàn cháy nổ để phát triển với sự phối hợp thực hiện của Công an tỉnh Hưng Yên đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.